Tuệ Tâm Giác Ngộ xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các khán giả thân thiết đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, bác sĩ Toshiro Iketani hiện đang là giám đốc của Bệnh viện Iketani ở Nhật Bản. Ông là người thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền hình và các trang mạng xã hội về sức khỏe để chia sẻ kiến thức và giúp đỡ mọi người trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là với sức khỏe tim mạch. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ những bài luyện tập tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là cho sức khỏe tim mạch đã được bác sĩ Toshiro chia sẻ. Hơn 60 tuổi, mạch máu vẫn trẻ khỏe như tuổi 30 nhờ bài tập thở này, biết sớm người sẽ rất khỏe. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho cô bác một bí quyết giúp cho tim và mạch máu của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Đây là bí quyết mà bác sĩ Toshiro Iketani, hiện đang là giám đốc của Bệnh viện Iketani ở Nhật Bản. Ông là người thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền hình và các trang mạng xã hội về sức khỏe để chia sẻ kiến thức, giúp đỡ cho mọi người trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là sức khỏe tim mạch. Theo lời kể của vị bác sĩ này, bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và lịch tập luyện khoa học, mỗi ngày ông đều thực hiện một bài tập thở vô cùng đơn giản nhằm cải thiện chức năng của các mạch máu. Ông cho rằng đây là chìa khóa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch của bản thân. Và kết quả là các kiểm tra y tế đã phát hiện ra rằng, mặc dù đã 61 tuổi, nhưng các mạch máu của bác sĩ Toshiro Iketani chỉ như người vừa 30 tuổi. Bên cạnh đó, thể trạng của ông cũng rất tốt và không hề mắc phải bất cứ căn bệnh nguy hiểm nào. Để hiểu rõ hơn về phương pháp chăm sóc tim mạch cực kỳ thú vị này, ngay bây giờ mời cô bác cùng chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhé! Mối liên hệ giữa việc hít thở với sức khỏe của hệ tim mạch. Bác sĩ Toshiro Iketani giải thích rằng, cách mà chúng ta thở có ảnh hưởng rất lớn tới việc hô hấp, lượng oxy cung cấp cho tim và tuần hoàn máu trong cơ thể. Đặc biệt, việc hít thở còn có thể tác động trực tiếp tới hệ thần kinh tự chủ và hệ thần kinh giao cảm bên trong cơ thể của chúng ta. Cụ thể, hệ thần kinh tự chủ có vai trò điều khiển việc hô hấp, nhịp tim, tuần hoàn máu, các cơ quan nội tạng và rất nhiều chức năng khác trong cơ thể. Một khi hệ thần kinh này bị rối loạn, chúng sẽ gây hại cho sức khỏe của tim, gây ảnh hưởng tới tuần hoàn máu nói chung và các mạch máu nói riêng. Còn hệ thần kinh giao cảm thì chủ yếu tác động đến tim của chúng ta, giúp cho hoạt động của tim được tăng cường, làm tăng nhịp tim và lực co của tim. Lẽ dĩ nhiên, khi các dây thần kinh giao cảm này bị kích thích quá mức, chúng sẽ làm tổn thương rất nhiều đến hoạt động của tim. Do đó, việc hít thở đúng cách có khả năng làm giảm gánh nặng cho hệ thống tim mạch của cô bác. Đồng thời, khi cô bác tập thở, mạch máu toàn thân sẽ được giãn ra và giúp cho máu lưu thông thuận lợi hơn, từ đó làm giảm áp lực cho tim. Hơn nữa, việc hít thở đúng cách cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc kiểm soát cảm xúc, nhất là các cảm xúc như lo lắng, tức giận hoặc căng thẳng. Vì những cảm xúc này đều có ảnh hưởng rất tiêu cực đối với hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh tự chủ, nên cô bác phải cố gắng không để chúng xuất hiện trong cuộc sống của mình quá nhiều. Bài tập thở giúp mạch máu khỏe mạnh. Để có được một mạch máu trẻ và một sức khỏe tim mạch đáng kinh ngạc so với tuổi 61, bác sĩ Toshiro Iketani rất chú trọng đến phương pháp tập thở. Ông đã nghiên cứu và thực hành một bài tập hít thở được chính ông đặt tên là phương pháp thở cầu nguyện. Lý do là bởi tư thế và trạng thái tinh thần trong lúc tập luyện phương pháp này rất giống với việc chúng ta cầu nguyện. Cách thực hiện bài tập thở này cũng rất đơn giản. Đầu tiên, cô bác hãy đứng thẳng người, chắp hai tay trước ngực, chân dang rộng bằng vai và hít vào một hơi thật sâu. Lúc này, cô bác hãy đẩy mạnh hai tay vào nhau và căng cơ bụng lên. Sau đó, cô bác hãy từ từ thở ra trong khoảng 8 giây, buông hai tay xuống và thả lỏng người. Cô bác chỉ cần lặp đi lặp lại động tác này từ 3 đến 5 lần liên tục. Sau đó nghỉ trong tư thế thả lỏng khoảng 10 đến 15 giây, rồi tiếp tục lặp lại chu kỳ khác tương tự như vậy. Bác sĩ Toshiro nhấn mạnh rằng, việc chúng ta lặp đi lặp lại bài tập thở này là điều cực kỳ quan trọng. Do đó, cô bác nên thực hiện ít nhất 3 chu kỳ tập thở trong mỗi lần tập. Vị bác sĩ này cũng chia sẻ thêm rằng, nếu cô bác cảm thấy tay mình ấm lên sau khi buông xuống, đó là bằng chứng cho thấy lưu lượng máu trong cơ thể của cô bác đã được cải thiện rất nhiều lần. Ưu điểm của bài tập thở này là không làm tốn quá nhiều thời gian hay công sức của chúng ta. Ngoài ra, cô bác có thể tập luyện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào trong ngày. Bên cạnh đó, bài tập thở này còn mang lại nhiều tác động rất tích cực cho cơ bắp của chúng ta. Đây được gọi là phương pháp thư giãn cơ bắp dần dần. Và phương pháp này cũng thường được sử dụng trong tâm thần học như một liệu pháp để thư giãn hoặc
phục hồi chức năng. Bác sĩ Toshiro Iketani cũng khuyến nghị những cô bác nào hay bị mệt mỏi về thể chất hay gặp phải áp lực trong công việc, tập luyện phương pháp thở này. Với những cô bác nào bị khó ngủ, mất ngủ hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm thì bài tập này cũng rất hiệu quả trong việc giúp cô bác khắc phục những tình trạng này. Ngoài ra, phương pháp này cũng có thể giúp chúng ta điều chỉnh cảm xúc tức thời trong nhiều trường hợp. Ví dụ như khi cô bác quá căng thẳng trước một sự kiện quan trọng nào đó hoặc quá tức giận và cô bác muốn kiềm chế cảm xúc của mình ngay lập tức. Vâng, Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng thế giới về tuổi thọ cao. Và mỗi người Nhật thì đều có cho riêng mình những bí quyết giúp sống khỏe, sống thọ mỗi ngày. Với danh y Shigeaki Hinohara ở Nhật Bản, một ngự y của Hoàng gia Nhật Bản và cũng là một trong những thầy thuốc hành nghề lâu năm nhất trên thế giới, thì điều giúp ông luôn khỏe mạnh và sống lâu, minh mẫn, nằm ở 5 bí quyết được ông chia sẻ trong phần cuối của video ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Danh y Nhật Bản thọ 106 tuổi tiết lộ 5 bí quyết sống vô cùng khỏe mạnh, ai cũng nên áp dụng. Mặc dù đã hơn 100 tuổi, danh y Shigeaki Hinohara ở Nhật Bản vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày. Ông là ngự y của Hoàng gia Nhật Bản và cũng là một trong những thầy thuốc hành nghề lâu năm nhất trên thế giới. Để giữ được sức khỏe và sự minh mẫn đó, vị danh y này đã dựa vào 5 bí quyết đơn giản sau đây. 1. Chúng ta không chỉ sống mà còn phải sống hạnh phúc. Đối với danh y Shigeaki Hinohara, tâm lý của một người có ảnh hưởng tương đối lớn đến cơ thể của người đó. Do đó, nếu cô bác thường xuyên nóng giận hoặc không thể khống chế được cảm xúc của bản thân thì sẽ dẫn đến việc mất cân bằng nội tiết, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và gây nguy hiểm cho sức khỏe của chính mình. Vì vậy, dù cho cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, danh y Shigeaki Hinohara cũng mong muốn chúng ta giữ cho mình một thái độ lạc quan, vui vẻ. Có như vậy thì nội tiết trong cơ thể mới được điều hòa và sức khỏe của bản thân mới được đảm bảo. 2. Không ngại thử thách bản thân và làm những điều mới mẻ. Đây là điều mà danh y Shigeaki Hinohara thích nhất. Ông là người có trí tò mò và sở thích thử thách bản thân mình với những điều mới mẻ. Có một lần sau khi đọc xong một cuốn sách, ông cảm thấy rất thú vị và đã chuyển nó thành kịch bản. Chính vì vậy, ông đã trở thành nhà văn ở tuổi 88. Ngày nay, nhiều cô bác cao tuổi đã bắt đầu đánh mất đi những niềm đam mê thuở trước và ngại làm những điều mới mẻ. Nhưng trên thực tế, điều này ảnh hưởng tương đối lớn đến tâm trạng và cơ thể của cô bác. Do đó, việc học cách thử thách bản thân với những điều mới sẽ giúp cho cô bác sống tốt hơn và trường thọ hơn. 3. Duy trì cân nặng và vòng eo từ tuổi 30. Danh y Shigeaki Hinohara đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát vòng eo của mình. Từ năm 30 tuổi, cân nặng của ông luôn được giữ ở mức 60kg so với chiều cao 1,65m của ông. Đối với người cao tuổi, do các chức năng của cơ thể đã bắt đầu giảm dần theo tuổi tác thì khả năng trao đổi chất cũng bị giảm theo. Điều này sẽ làm cho rất nhiều độc tố tích tụ lại trong cơ thể, từ đó gây ra béo phì, béo bụng. Những điều này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, cô bác phải chú ý đến việc kiểm soát vòng eo và giữ cho cân nặng của bản thân luôn nằm ở mức hợp lý. Chỉ có như vậy mới giúp cô bác giảm thiểu được nguy cơ mắc bệnh và giúp cho việc kéo dài tuổi thọ của bản thân trở nên khả thi hơn. 4. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Bữa sáng của danh y Shigeaki Hinohara chủ yếu là sữa, nước ép trái cây, rau trộn với 15g dầu ô liu, một quả chuối và một tách cà phê. Bên cạnh đó, ông sẽ ăn một vài chiếc bánh quy cho bữa trưa cùng với một ly sữa và một ít thịt. Cuối cùng, ông sẽ ăn nửa bát cơm vào bữa tối cùng với một đĩa rau lớn. Bên cạnh đó, ông cũng ăn bít tết và cá 2 lần một tuần để bổ sung protein chất lượng cao cho cơ thể. Hơn nữa, danh y Shigeaki Hinohara cũng nhấn mạnh rằng ông chỉ ăn no khoảng 80% và ăn ít đồ ngọt trong mỗi bữa ăn để giảm bớt gánh nặng cho cơ thể. Hiện nay mức sống của chúng ta ngày càng nâng cao nên khẩu phần ăn cũng vì vậy ngày càng phong phú. Đa phần vì ngon miệng mà chúng ta thường ăn một lượng lớn thực phẩm giàu chất béo và nhiều calo trong mỗi bữa ăn. Chính điều này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh về tim mạch cho chúng ta. Vì vậy, nếu muốn sống khỏe, sống thọ, trước tiên cô bác phải chú ý đến việc điều chỉnh khẩu phần ăn uống sao cho thật hợp lý và khoa học. Bên cạnh đó, cô bác cũng phải thường xuyên ăn một số loại rau củ quả tươi thay vì ăn nhiều dầu mỡ và đồ cay nóng để sức khỏe của bản thân luôn được đảm bảo. 5. Luyện tập thể dục đều đặn. Danh y Shigeaki Hinohara chưa bao giờ lười luyện tập thể dục thể thao. Ông thích đi bộ nhanh vì việc này có thể giúp ông rèn luyện cơ chân và duy trì sức khỏe.
Danh Nghi cũng khuyên mọi người nên hình thành thói quen tập thể dục bằng cách chọn ra một bộ môn yêu thích và phù hợp với thể trạng của bản thân. Danh Nghi khuyến cáo chúng ta hãy kiên trì vận động cơ thể khoảng 30 phút mỗi ngày để giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Đồng thời, việc vận động cơ thể cũng giúp cơ thể của chúng ta tăng cường quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố ra bên ngoài để giảm thiểu gánh nặng cho cơ thể. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết rồi. Thông qua video ngày hôm nay, hy vọng rằng cô bác đã có thêm cho mình những thông tin hữu ích trong việc duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Ngay cả một việc tưởng chừng rất đơn giản như hít thở, nếu chúng ta biết vận dụng và thực hiện đúng cách thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe, đặc biệt là cho sức khỏe của hệ tim mạch. Nếu thấy video hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.